Ở dưới one con number 9985. That's it. 4:30, thank you. 4:30? Yeah. Thank you. Đi lại Burger King mua burger cho cháu. 3.99 đồng thuế nữa là 4 đồng 30 xu. Bây giờ kẹt xe đi 30 phút rồi đó. Bình thường chừng 5 phút là tới à. Lâu vậy ta. Ta kẹt xe lâu rồi tới đây. Chờ còn lâu nữa. Yeah, I give you 10:30. Vừa nó chẳng có tiền lẻ luôn, 10 đồng 30 xu thì nó sẽ tới lại 6 đồng. More ketchup please. Thank you. Hello, khỏe hả anh? Khỏe, dạ khỏe, nãy em bất bận làm á. Ồ, làm gì? Em lấy vụ bò mà. Ồ. Hả? Ồ, quên cái vụ lái. Tưởng đâu cấm nè, nghỉ nhà bị bữa hỏi, nghỉ. Dạ, nghỉ vô mấy ngày nay đi làm gì chứ đẹp. Bây giờ chở đồ ăn không à. Ồ. Dạ, ồ. Vậy rồi cái đó coi như lắc nhắc 5-3 đồng vậy đó hả? Dạ ổn. Kiếm mà nhà kiếm ba mấy chục thôi là nhiêu nhiều lắm. Thí dụ một bột rau mà của thằng McDonald nó order vậy là mình được mấy đồng? Thí dụ. Ủa, tùy theo anh. Tùy theo cái tuyến đường xa gần á. À hả. Nhưng mà thí dụ gần dạ, là nhiêu, minimum là nhiêu? Tối thiểu là cũng là 5 đồng. Minimum là cũng là 5 đồng. 5 đồng tức là hệ chưa có tính tiền tiền đồ ăn có anh đó nha. 5 đồng tiền công. Dạ 5 đồng tiền công á. Dạ, rồi, dạ rồi. Hiểu rồi. À, mình chạy lại đó mình lấy cái mình đi giao là xong. Đúng rồi. Ok đúng. Vậy cũng được. Rồi. Rồi. Dạ rồi mình mở ở tới đó tới chỗ nhà ta đó. Dạ. Người ta biết dạ. Mình tới đó. À. Đó rồi mình mở cửa cái mình đưa ở cửa xe mình đó. À. Mình ngồi trong xe mở cửa xe đưa cho ta thôi. À. Bây giờ tôi cũng làm Uber không công nè, tôi đang chạy đi làm Burger King đi mua burger cho cháu ngoại nè. Ờ đó. Nhưng mà Uber này là không có được tiền công mà còn phải tiền xăng đâu của mình luôn nữa, công của mình. Mà chẳng những là chẳng những mà tốn tiền cho tốn tiền rồi còn mất túi tiền nữa. Dạ đúng rồi. Rồi rảnh thì gọi nói chuyện chơi, ok. Dạ, dạ, em không biết anh giờ nào rảnh đó. Hãy lúc nào rảnh thì cứ gọi tôi vậy, rồi tôi rảnh thì tôi nói chuyện lâu, còn không rảnh thì tôi sorry vậy thôi. Ok. Từ từ tối là rảnh. Ok, thì chừng nào chừng cứ gọi. Để hễ mình rảnh thì mình chat lâu chút, còn không thì mình có chuyện thì mình bye bye vậy thôi. Ok. Đâu nó phải là chuyện gì biết tiếp. Dạ, ok. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh Christmas, em happy new year. Quên nữa, tôi có gửi cái fly mà sẽ biểu tình ủng hộ trong chiều thứ bảy đó. Đấy, nếu mà chắc em đi không được rồi. Ok, anh. Không thì cho hay vậy. Tôi nghĩ ở chỗ đó là, tôi nghĩ là bữa đó đông đó, chắc đông lắm á. Cái địa điểm thuận lợi, thời gian rồi đó, tôi nghĩ là đông á. Okay. Đúng rồi, cái chỗ tòa thị trấn của Westminster đó. À hả.
Rồi thì nếu mà không có đi được thì sẽ coi cái YouTube của tôi, ok? Không, nếu mà em không có trở ngại gì, bây giờ cái giờ đó là em có công việc. Nhưng mà nếu mà có giờ chót mà không có thì em đi thôi. Không, nhưng mà ý nói mà nếu không có đi được thì coi cái YouTube của tôi vậy đó. Đúng rồi, bây giờ có anh là em khỏe rồi, em không có lo nữa. Mấy thằng kia nó quay dở quá, thằng Kim với lại thằng Chinh Nhân rồi nó quay gì đó. Nó rung là một chứ. Rồi, ok anh. Kiên là cái người mà Mỹ Lai đó phải không? Không phải đâu, thằng Kiên này nó lụt khổ khổ đó. Không biết. Cái lụt khổ đó, nó không là đến sức trận với em. Ok, rồi. Dạ. Rồi, thấy kia, lái cẩn thận. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh, bye bye anh. Dạ. Ông ngoại mua burger cho rồi.